Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng bạn dùng thử chiếc máy in của hãng Kiru. Đây là chiếc máy in nhãn sử dụng in nhiệt. Sẽ giúp các bạn in các tem nhãn như là tem của Shopee hay là tem của giao hàng tiết kiệm vân vân mà không cần mực nhé. Nó in rất là nhanh. Và đây là thông tin của chiếc máy này. Chiếc máy in nhiệt Có mã là QR368. và máy này thì có độ phân giải là 203 DPI. Có thể in được chiều rộng từ 40 đến 80 mm. Giao tiếp là USB. Nó là sản phẩm của hãng A-in Printer và cái này có 4 phiên bản phổ biến. Chiếc máy QR368 này thì là in khổ A7 và in bằng cổng USB. Ngoài ra chúng ta có cả máy in khổ A6 và có thêm tùy chọn, đó là kết nối Bluetooth. Thì tùy vào nhu cầu các bạn sẽ chọn phiên bản cho phù hợp. Đóng gói nó sẽ có sách hướng dẫn sử dụng kèm theo là một số cái tờ giấy in. Đây là giấy A7 nhé. Nó sẽ thành giải như này, để mỗi lần in xong các bạn có thể bóc ra dán vào kiện hàng luôn, rất là tiện. Và các bạn có thể mua thêm những cái tập giấy này, giá cũng rất là hợp lý. Tính ra giá thành nó sẽ rẻ hơn là các bạn in ra giấy rồi dùng băng dính dán, vì chúng ta in xong là bóc ra dán được luôn, đặc biệt là không cần mực nữa. Còn trong quyển hướng dẫn này thì sẽ có hướng dẫn các bạn cách kết nối với máy tính rồi cài đặt như thế nào. Đây là chiếc máy in của chúng ta, rất là nhỏ gọn. Đi kèm đó là cục nguồn. Cục nguồn này sẽ giúp chuyển điện 220V thành điện DC 24V. Đây là jack cắm nguồn này, dây USB. Về cấu tạo chúng ta sẽ có một chiếc máy in rất là nhỏ gọn. Có một nút điều khiển trên này, đèn tín hiệu. Mặt sau thì các bạn sẽ quan sát thấy công tắc nguồn bật tắt này. Đây là cổng USB nối với máy tính, còn đây là cổng nguồn. Ở phía dưới đáy chúng ta sẽ thấy mã của sản phẩm là QR368, điện thế sử dụng 24V. Đây là cái phần in test của họ. Nó có in không cần mực nên các bạn không có khe tiếp mực đâu. Chúng ta chỉ tiếp giấy thôi. Để mở cái phần trên này ra thì bạn sẽ gạt cái nút bên phải. Chúng ta sẽ quan sát thử bên trong. Đây, cái chất lượng in cũng rất tốt, nó in đen trắng nhé. Chúng ta sẽ quan sát cái phần giải để in nhiệt đây. Còn cái này là chống để cuộn giấy. Rồi, chúng ta sẽ cắm điện để dùng thử nhé. Cắm nguồn vào này, cắm cổng USB này. Khi lắp giấy thì các bạn cần phải ngửa cái mặt muốn in lên trên. Đây, cái mặt này in nhé, còn cái mặt dưới này không in được này. Các bạn sẽ ngửa lên trên như này để nó tiếp xúc cái phần in nhiệt. Và các bạn sẽ điều chỉnh cái thanh cữ này vừa với khổ giấy. Đây là khổ A7. Rồi sau đó các bạn đậy cái nắp vào thì máy in nó sẽ tự động cuộn tới cái tờ giấy mới. Như này là ok rồi. Và chúng ta sẵn sàng để in. Cái phần cổng USB này các bạn chỉ việc cắm vào máy tính là xong. Sau khi các bạn cắm máy in vào máy tính thì nó sẽ tự động nhận driver. Tuy nhiên các bạn sẽ cần cài phần mềm. Các bạn sẽ truy cập vào cái trang là help.ainprinter.com và tải cái phần mềm tên là QR Label Print. Đây, cái trang web đấy ạ. Các bạn sẽ chọn đúng model máy in nhé. Và các bạn sẽ bấm vào là driver for Windows, vì cái máy này chạy Windows. Còn nếu mà máy Mac thì các bạn sẽ chọn máy Mac và driver sẽ được tải về. Các bạn sẽ mở cái file vừa tải về ra, bấm vào đây. Các bạn sẽ tích vào cái phần driver cho QR368 và bấm Next. Ok, đã xong. Hiện tôi sẽ in một cái đơn của Shopee Express. Bạn sẽ bấm nút in này. Thì tại cái phần ô chọn máy in này, ta sẽ chọn cái máy in vừa mới tải được bằng cách ấn CMOS. Và các bạn sẽ chọn vào cái máy QR386 đây, đã có sẵn trong cái danh mục này thôi. Rồi, các bạn nhìn thấy nó đang không vừa này, thì các bạn sẽ chọn cái mục Scale này, chọn Fit to Printable Area. Tức là nó sẽ vừa với cả cái phần chúng ta in được. Và bấm in thôi. Đây, tôi sẽ bấm in nhé. Đây, đã xong. Đây là cái đơn hàng nó vừa in. Các bạn thấy cái phần mã vạch rất là rõ nét, có thể quét được. Và bây giờ chỉ việc bóc ra là chúng ta sẽ dán vào cái gói hàng là được rồi. Rất là nhanh, tiện. Và bây giờ tôi sẽ thử in liên tục xem. Và chúng ta đã in được 4 cái vận đơn.
rất là nhanh. Tương tự với hệ điều hành Mac thì các bạn sẽ tải cái driver cho hệ điều hành Mac và cài như bình thường. Sau khi cài xong ấy thì chúng ta sẽ tiến hành in thử. Thì các bạn cứ in như bình thường thôi. Tuy nhiên ở đây chưa hiện máy in, các bạn sẽ phải ấn vào F-Printer. Và các bạn chọn cái máy in của chúng ta vừa cài. Đây là máy in QR368. Rồi bấm đồng ý. Tiếp theo là các bạn sẽ chọn cái khổ giấy. Thì cái khổ chúng ta đang là khổ A7. Các bạn sẽ phải chọn đúng khổ giấy nhé. Bấm vào cái chọn khổ giấy này. Rồi chọn cái khổ là A7, tức là từ 76 nhân 13 này. Đây. Tiếp theo là chỉnh cái độ phóng đại cho nó vừa giấy. Đây là to quá này. Đây chỉnh 70 là được. Và bấm in. Đây là nó in qua cổng USB, các bạn thấy in rất là nhanh. Chất lượng in thì vẫn rất là tốt. Phù hợp để các bạn dán nhãn bill cho các đơn hàng. Và trên đây chúng ta vừa tìm hiểu và cài đặt cũng như dùng thử chiếc máy in nhãn rất là nhanh, in không cần mực của hãng A-in Printer, có mã là QR368. Rất là tiện và nhanh. Nếu bạn quan tâm tới cái sản phẩm này, các bạn có thể liên hệ Gia dụng Nhà Việt tại trang web gia dụng nhà việt.com. Hy vọng video này hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.